Gặp những triệu chứng bất lợi cho sức khỏe, bệnh nhân 50 tuổi này đến viện thăm khám thì mới phát hiện ra bản thân bị bệnh lý cơ tim cùng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong. Tối nằm ngủ, khó thở, phải ngồi dậy thì người lại mới bình thường, thế là ra vào phòng cấp cứu nhập viện hôm thứ Bảy. Trước đến giờ thì chưa mổ thì cũng chỉ có uống rượu bia theo cái cuộc vui hoặc là có cái chuyện vui thì mình uống thôi. Biến chứng nguy hiểm của rối loạn nhịp tim là suy tim, đột quỵ cùng một số biến chứng khác người bệnh có thể mắc phải như ngừng tim đột ngột, nhồi máu cơ tim, nguy hiểm tới tính mạng, nhưng 20-30% người bệnh không có triệu chứng nên không hề biết mình mắc bệnh này như người bệnh 52 tuổi này. Chú đặt mạch vành chắc đây 6-7 năm rồi. Thì nghi mệt mỏi, nghi gần tắc mạch, quá nguy hiểm. Nếu mà không đoán ra được thì cứ để chờ mà đến đây kiểm tra đúng là có khi chết dọc đường. Rối loạn tim bao giờ thế, nó là một cái bệnh lý nguy hiểm. Chẳng hạn như những cái rối loạn tim trên chậm quá chẳng hạn, có 20-30 chu kỳ phút, những bệnh nhân đấy rất dễ gây ra đột tử, và đặc biệt là lớp nhĩ thất cấp 3 chẳng hạn, thì những bệnh nhân đấy đột tử rất nhiều. Rồi những cái bệnh nhân mà cái nhịp nhanh, đặc biệt nhanh thấp từ rung thất chẳng hạn, nhịp tim rất nhanh rồi rung thất lên, đó cũng là một cái rối loạn nhịp mà chúng ta hay gặp và cũng gây ra tử vong khá nhiều khi mà những rối loạn nhịp này. Rồi những bệnh nhân chẳng hạn như suy tim giai đoạn cuối chẳng hạn, người ta ở trong bệnh nhân đấy dễ gây ra những loạn nhịp, cũng có thể gây ra tử vong cho bệnh nhân. Bệnh tim mạch ngày càng có xu hướng trẻ hóa và xuất hiện nhiều tai biến, tỷ lệ tử vong cao. Bác sĩ khuyến cáo để phòng rối loạn nhịp tim cũng như những biến chứng tim mạch, người dân cần chú ý chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý. Chế độ ăn uống cần bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin A, vitamin D, rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, thịt trắng. Hạn chế các đồ ăn nhiều chất béo bão hòa như mỡ, lòng đỏ trứng. Bên cạnh đó cần duy trì lối sống lành mạnh, ngừng hút thuốc, rượu bia, cần tránh căng thẳng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Khi có những dấu hiệu tim đập nhanh, hồi hộp hoặc có cảm giác khó chịu nên ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó nhờ sự hỗ trợ của người thân và thăm khám bác sĩ điều trị.